Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay tiếp tục làm tiếp quay giao lưu với tất cả các bạn hai cây kim quýt nha bạn. Đó, cực kỳ già luôn. Đó, cây này nè mới cắt cái tàn, chủ nhà người ta thả tàn các bạn. Giờ cắt để nuôi cái form lại nha. Cái cành nhánh là khỏi phải chê rồi. Đó, cây này hoành ngay đây là 30. Đó, hoành 30, hoành thân này tầm 20 quá. Hoành thân 20. Đó, giờ mình đo chiều cao luôn. Xong rồi quay một vòng vòng cho các bạn xem nha. Đó, chiều cao là 55. Chiều cao 55cm nha. Đó, để em đo cái cành số 1 cho các bạn xem thử nha. Đó, cành số 1 chắc khoảng 10. Đó, quá khủng khiếp luôn. Cành số 1 14cm nha. Cái này hết thẹo rồi nha. Cực kỳ già luôn nha các bạn. Cái này rất là lâu năm rồi. Cái quýt mà các bạn nuôi cành như thế này rồi. Rất là lâu năm rồi nha. Đó, giờ quay một vòng nữa cho các bạn xem nha. Đó, cây này về vô chậu đẹp nữa, đợi nó ra tàn sữa form là chơi thôi, hai mặt tiền luôn nha bạn, cây này hai mặt tiền luôn nha. Đó, cây này giao lưu với các bạn giá 3,5 triệu nha. Đó, cây đầu tiên hồi nãy giá 3,5 triệu nha. Giờ tiếp theo đây là cây số 2. Đó, cây này dán cây bài luôn nha bạn, lùng lực đế bao đẹp luôn. Đó, giờ quay vòng vòng cho các bạn xem nha. Đó, mặt hậu tiền cực kỳ đẹp luôn, cây này đế cực kỳ đẹp nha. Kim quýt kiếm đế như vậy rất là khó luôn nha bạn. Đó, cây này hoành eo 26 nha. Đó, hoành ngay tay đây là 26cm, chiều cao 19cm thôi, đế bao đẹp luôn. Đó, kim quýt nha bạn. Đó, cây kim quýt mà mình kiếm cây đế, cây bài, cây đế vậy là rất là khó luôn nha. Kim quýt kiếm đế đẹp rất là khó. Đó, bạn có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại mình nha, 0979582872 nha bạn, Zalo, Facebook số đó luôn. Đó, cây số 2. Đó, cây này giao lưu với giá 1,5 triệu nha bạn. 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Cây số 1 giá là 3,5 triệu, cây số 2 này giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc hết luôn nha. Rồi mấy bạn xem thấy hay thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bonsai TG, Bonsai Tiền Giang nha bạn. Đó, mấy bạn ở gần thì có thể đến giao lưu luôn nha. Rồi, chào tất cả các bạn.